Dạ, mình xin kính chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với Guitar Nhật Cần Thơ. Thì hôm nay em muốn mang tới cho mọi người một cây đàn được sản xuất tại Tây Ban Nha nha mọi người. Thì đây là cây Joe Antonio. Thì đây là một cây đàn được sản xuất tại Tây Ban Nha với sự giám sát của hãng Aria rất là nổi tiếng. Và đặc biệt nữa là cây này âm thanh rất là hay với ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Thì em cũng xin phép được công khai giá luôn. Cây này ở shop em đang bán với giá là 8 triệu là có khay nha mọi người. Rồi, thì một số thông tin chi tiết em muốn gửi tới cho mọi người. Và đây, đây là catalog của hãng Aria nha mọi người. Thì đây họ có ghi là Joe Antonio. Thì cây này em xin phép được đọc một số thông tin luôn. Thì giá xuất xưởng của cây này là khoảng 68.000 yên. Đó, 68.000 yên. Và giá, cái giá mà bán ra thị trường á, là sau thuế á, là 71.400 yên. Đó, thì 68 thì em coi như là em tròn 70 luôn nha. Thì 70 nó sẽ như thế nào? 70 thì có nghĩa là nó sẽ tương đương với những cái cây đàn mà series 7. À, nói là series 7 thật thôi, à, nói thì là em đặt tên vậy thôi, chứ thiệt ra thì người ta dựa vào giá xuất xưởng chứ nó không phải dựa vào series. Thì cây này là giá xuất xưởng khoảng 70.000 yên, nó sẽ ngang với những cây Matsu M70 hoặc là những cây Kodera AT70 đó. Thì nó rất là cao cấp nha mọi người. Thì đây là một cây đàn cao cấp luôn, giá xuất xưởng là 70.000 yên, thế nên là nó cũng khá là cao. Âm thanh thì tất nhiên nó sẽ hay, nhưng mà nó vẫn sẽ tùy gu nha mọi người. Thì một cây đàn Tây Ban Nha thì tất nhiên là cái âm thanh nó sẽ khác rất là nhiều so với một cây đàn Nhật luôn, thế nên là nó sẽ tùy gu mọi người. Nếu mà mọi người thích một cây đàn Tây Ban Nha thì đây là một cây đàn rất là tuyệt vời cho mọi người chơi luôn. Rồi thì bây giờ em xin phép mời mọi người xem qua ngoại hình của cây Joe Antonio 6C trước nha. Rồi em xin mời mọi người xem qua ngoại hình của cây Joe Antonio 6C. Đây, 6C nha mọi người. Cây này thì ở shop em đang niêm yết với giá là 8 triệu. Có hộp luôn nha mọi người. Hộp này rất là xịn và dày luôn. Đó. Còn khá là mới nữa. Rồi 8 triệu cho một cây đàn Tây Ban Nha có hộp. Cây này âm thanh rất là hay. Đánh giá âm thanh cây này rất là cao luôn. Rồi thì bây giờ em xin phép mời mọi người xem qua chi tiết nha. Dạ rồi, còn đây là chi tiết của cây Joe Antonio 6C. Đó. Thì em sẽ cho mọi người xem mặt top nha. Cây này thì em đánh giá ở mức A, có nghĩa là ngoại hình của nó còn rất là đẹp mọi người ơi. Đó, thì nó hơi bị trầy ở đây một xíu, hơi trầy ở đây xíu. Mấy cây đốm đốm, mấy cây trắng trắng mọi người xem nó là nó bụi nha mọi người. Do cái hộp á, cái hộp thì nó, cái phần lông của nó như là lâu ngày quá, thế nên là nó hơi bụi một xíu. Đó, làm lại khá là hết. Thì mặt top nó chỉ có một cái vết ở đây thôi, vết này vết trầy và nó cũng khá là nông nha mọi người. Đó. Không có ảnh hưởng gì tới chất lượng của cây đàn hết. Rồi đầu cần, cái này em cũng đã vệ sinh thay dây, cái dây bộn dây mới luôn rồi. Đây đầu cần, khóa nè mọi người, khóa xịn nha. Cần còn rất là thẳng và nó khá là mịn màng nha mọi người, không có bị cấn gì hết, không có bị cấn gì luôn, chơi rất là tốt. Mặt sau còn rất là đẹp, này nó cũng hơi bụi một xíu, mặt sau này thì hoàn hảo nha mọi người, không có bị cấn trầy gì hết. Chi tiết bộ khóa cho mọi người xem, còn rất là mới luôn nha, giữ được cái độ vàng rất là tốt. Gót cần cũng liên lạc luôn. Bên hông cũng đẹp. Cây này thì theo như em đánh giá như là đúng luôn, là ngoại hình ở mức gọi là A, nghĩa là ngoài mặt top nó hơi cấn một cái vết, nó hơi chạy một cái vết đó thôi, còn lại thì đều rất là đẹp mọi người. Đó, cái đàn cực kỳ đẹp luôn. Rồi thì bây giờ em xin phép mời mọi người nghe qua âm thanh của cây Joe Antonio 6C này nha.
Sau nữa thì em cũng mới tập được thôi, tại vì cái đoạn sau này đánh nó hơi nhanh, thì giờ em xin phép được chơi qua một đoạn thử nha. Thì có thể là nó sẽ hơi sai sót một tí, nhưng mà em xin mọi người bỏ qua, cái này là đánh thử thôi, vui thôi nha mọi người. Dạ rồi, và đó là âm thanh của Joe Antonio 6C nha mọi người. Thì mọi người có thể thấy là cây đàn này có một chất âm rất là hay luôn. Thì không biết là mọi người có nghe rõ ở trong điện thoại không, nhưng mà khi mà chơi ở ngoài này mọi người chất nghe nó đã lắm. Thì em cũng xin phép được nói sơ qua luôn. Thì cây này âm thanh nó sẽ thiên về âm trầm nha mọi người, âm trầm. Thế nên là những cái đàn Tây Ban Nha thì như em nói luôn, nó sẽ tùy gu mọi người. Và mọi người nếu mà thích một cái âm thanh như kiểu như thế này, đó là nó nổ nè, nó trầm nè. Nhưng mà em muốn nói sơ qua về cái đặc điểm mà nổ của cây đàn này. Thì cái đàn này là một cái đàn cao cấp, thế nên là cái âm thanh của nó nổ nó rất là dày nha mọi người, rất là dày và rất là căng luôn, chứ nó không có bị mà kiểu như bị chói tai hay là bị mềm mềm hay là bị như thế như là những cái đàn Tây Ban Nha mà giá rẻ. Cây này là một cái đàn cao cấp, thế nên là cái tiếng nổ của nó nghe rất là dày và rất là chắc tiếng luôn nha mọi người, nghe rất là đã. Và đặc biệt nữa là cây này nó thiên về âm trầm, thế nên là cái độ mà độ dày của cái đàn này nó rất là tốt luôn, âm thanh nghe nổ dày, nghe rất là đã. Rồi, với lại nữa là cái cây này âm thanh 6 dây nghe nó rất là đều tiếng luôn nha mọi người, nghe rất là đều tiếng, thế nên là nghe cái tiếng nó đầm lắm, nghe rất là đầm. Rồi, đó là cái đặc điểm âm thanh mà em muốn nói cho mọi người, đó là âm thanh trầm nè, dày nè, nổ và chắc tiếng, rất là hay nha mọi người, nghe rất là đầm luôn. Rồi, thì em cũng xin phép được đo action để cho mọi người xem là cái cây đàn này nó chuẩn, rất là chuẩn luôn. Em đã cân chỉnh rất là cẩn thận, rất là chuẩn nha mọi người.
chuẩn luôn. Thì ngựa thì vẫn còn cao, ngựa nó vẫn còn cao cỡ khoảng 3 ly, ngựa còn cao các bạn khoảng 3 ly, action đã như thế này rồi. Thì đây là một cây đàn có một cái cần rất là thẳng, rất chuẩn nha mọi người. Rồi em muốn nói sơ qua, em muốn nói luôn là cái đặc điểm khi mà mình chơi trên một cây đàn Tây Ban Nha sẽ như thế nào. Là khi mà chơi một cây đàn Tây Ban Nha mọi người, những cây đàn cao cấp thôi nha, những cây đàn cao cấp thì mọi người đánh cứng tay và đánh chắc tay giúp em. Giống như là khi mình ép dây á, mình cứ đánh thật là mạnh tay và chắc tiếng vào thì âm thanh nó sẽ ra nó chắc, nó tròn và nó dày nha mọi người. Đó, khi những cái đàn Tây Ban Nha mọi người, nếu mà đánh mà nhẹ tay á, đánh khều khều á thì cái âm thanh nó nghe nó không có được đã tai cho lắm. Đặc điểm của những cái đàn Tây Ban Nha, mọi người đánh cứ ép dây, ép ngón thật là mạnh và chắc tiếng vào, âm thanh nghe nó sẽ rất là đã và rất là căng luôn nha mọi người, rất là dày. Rồi, thì với lại một cái em muốn nói thêm là cái cần. Cái cần này nó sẽ làm thêm, nó sẽ làm theo cái kiểu mỏng nha mọi người. Đó, cái cần này là làm theo kiểu mỏng. Nếu mà những cái đàn Nhật bình thường á, cái cần này em nghĩ là nó sẽ hơi dày một xíu, nó sẽ dày lên. Đó, thì những cái đàn Tây Ban Nha thì cái cần họ làm mỏng đi, thế nên là mình bấm nó rất là gọn tay luôn, rất là gọn tay. Và khi mà mình với tay mọi người, những cái thế tay mà khó mình với nó rất là dễ, nó không có bị mà cấn tay hay là bị hụt tay gì hết nha. Đúng là cái cảm giác chơi trên cây này nó rất là tốt, em đánh giá rất là cao luôn. Đó, thì với 8 triệu cho một cây Joe Antonio 6C ngoại hình đẹp như thế này, âm thanh hay, thì thật sự là rất là xứng đáng nếu mà mọi người muốn trải nghiệm một cái chất âm của một cây đàn Tây Ban Nha thật thụ nó sẽ như thế nào nha. Rồi, thì nếu mọi người muốn sở hữu cái đàn này, hãy để lại số điện thoại bên dưới, hoặc là mọi người gọi trực tiếp cho em cũng được. Đây là số Zalo của em. Đó, thì em có gửi hàng toàn quốc, thế nên là em sẽ gửi cái đàn này tận nhà cho mọi người luôn. Thì phí ship bên em sẽ trả, thế nên là 8 triệu là trọn gói đó nha mọi người. Đó, thì khi trước khi mọi người nhận hàng á, mọi người cứ việc mở ra kiểm tra giúp em. Nếu mà cái đàn có vấn đề gì đó thì cứ việc gửi trả về cho shop nha. Nó rất là an toàn và rất là yên tâm cho mọi người khi mà mua hàng tại kênh YouTube của em luôn nha mọi người. Rồi thì em cũng kết thúc video đây. Em xin mọi người một like và một lượt đăng ký để em có động lực em phát triển kênh của mình tiếp nha. Rồi, mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe.